Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất trên dù 450. Cây rất là sai quả, giờ này đã chín nộ rất là nhiều quả. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên, quý vị các bạn nhé. Với vườn quả này thì đã không chia vào đâu được, quả rất sai, đóng thành chùm. Mình sẽ để số điện thoại của chú vườn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn liên trực tiếp vào số máy đó. Đã hướng dẫn quý vị và các bạn đi một vòng để tham quan cái vườn quất này.